Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 làm cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Dã chiến số 1 được đặt tại ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk số 349 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường sẽ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Bệnh viện gồm các phòng chức năng và khoa như khoa khám cấp cứu, khoa truyền nhiễm, khoa cận lâm sàng, khoa dược, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ dinh dưỡng. Việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác điều trị và hạn chế lây lan ra cộng đồng, giảm tải cho bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón hơn 600 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về trên 3 chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Việc địa phương này chủ động đón người dân về vừa nhằm đáp ứng nguyện vọng của bà con, đồng thời góp phần giảm áp lực cho công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là những người đầu tiên trong số 626 người dân Đà Nẵng được hỗ trợ rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê trong đợt 1 này. Tất cả bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay và phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. Người dân được hỗ trợ hoàn toàn tiền vé máy bay, phương tiện di chuyển từ sân bay đến khách sạn, cũng như chi phí trong thời gian thực hiện cách ly tập trung. Tại Đà Nẵng, hiện có 6 khách sạn từ 3 đến 5 sao đăng ký hỗ trợ miễn phí và đã được thành phố tổ chức thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung, phục vụ đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Người cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tổng cộng 4 lần trong 14 ngày tới, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Tiếp tục đong đầy những yêu thương, chị em phụ nữ phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi đã làm món cá ngừ thả mắm để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Cá ngừ thả mắm là món ăn đậm hương vị của Quảng Ngãi, khi nhận là bà con có thể ăn ngay. Các bà, các chị phụ nữ phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi tập trung làm hai tạ cá ngừ thả mắm. Hội phụ nữ phường Trần Phú đã huy động kinh phí từ các nhà hảo tâm và đóng góp của hội viên. Quảng Ngãi đang mùa cá ngừ tươi ngon. Món cá ngừ thả mắm vừa mang về truyền thống của Quảng Ngãi, vừa có thể để được lâu. Những món quà quê Quảng Ngãi gửi vào thành phố Hồ Chí Minh với đầy ắp yêu thương. Những hình ảnh ấm áp, nghĩa tình hướng về miền Nam vẫn đang lan tỏa, tiếp thêm nghị lực để cùng nhau vượt qua đại dịch. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công binh đã xử lý an toàn một quả bom do người dân phát hiện trong lúc đào móng thi công xây dựng trang trại tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Tại hiện trường, quả bom được phát hiện nặng khoảng 120 kg, dài 1,5 m, đường kính 36 cm, nằm cách mặt đất khoảng hơn 1 m. Do quả bom được phát hiện nằm xa khu vực dân cư, nên chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng công binh quyết định sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý ngay tại chỗ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết trong nhân dân để tuyệt đối không xảy ra tai nạn do bom mìn. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện khá nhiều loại bom mìn do chiến tranh để lại. Tuy nhiên, ngay sau khi nắm bắt thông tin, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tiến hành xử lý an toàn. Công trình kênh chính thủy lợi Gia Mơ trên địa bàn xã Gia Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, trên công trình dù chưa được nghiệm thu, bàn giao, nhưng nhiều đoạn kênh dẫn bằng bê tông đã bị gãy nứt, thậm chí đổ sụp, khiến người dân trên địa bàn bức xúc. Tại hiện trường, hàng chục tấm đan bê tông hai bên bờ kênh đã bị nứt, được đơn vị thi công vá bằng xi măng, tạo thành các bờ nổi chạy ngang dọc trên bề mặt các tấm đan. Nhiều đoạn đã bị đổ sụp hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền đất đỏ. Nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng. Thủy lợi Gia Mơ do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Hiện công trình cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại khâu hoàn thiện, chưa nghiệm thu bàn giao. Ban quản lý dự án nhận định nguyên nhân sạt lở hư hỏng là do những trận mưa rất lớn liên tục trên địa bàn gây nên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã thể hiện vai trò tích cực trong việc tham gia phòng chống dịch. Để các tổ giám sát cộng đồng hoạt động hiệu quả, cần có những cá nhân nhiệt tình, trách nhiệm, đặt sự an toàn của cộng đồng lên trên hết. Anh Hồ Công Lộc, tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, là tổ trưởng gương mẫu, có nhiều sáng tạo trong cách tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với địa phương hình thành chốt chặn hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 ngay từ cộng đồng. Khó khăn nhất trong việc triển khai các giải pháp phòng chống COVID-19 là vận động các hàng quán kinh doanh đường phố chuyển sang hình thức bán mang đi. Quy định này phải được thực hiện ngay, không có thời gian chuẩn bị nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Do đó, anh Lộc đã đi đến từng hộ, kiên trì giải thích, thuyết phục nhưng cũng kiên quyết nên các chủ quán đã chấp thuận. Lúc đầu bán mang về thì nó cũng hơi khó khăn một chút xíu. Lại cái lượng khách nó giảm đi vì tình hình dịch bệnh. Cấp trên ở trên người ta chỉ thị xuống là không cho ngồi bán tại chỗ. Anh Lộc anh vận động là nên khiên là bán mang về. Thì mình là chủ quán, mình cũng khuyên bà con thôi, nên mua về cho đừng có ngồi. Tại dịch bệnh mình đâu có biết được, bây giờ mình giữ chung cho cộng đồng thôi. Khu phố 4 là khu vực trung tâm của thị trấn Phước Dân, có 5 tổ dân phố với dân số trên 2.000 người. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hàng ngày 5 thành viên của tổ giám sát cộng đồng phân công phụ trách từng khu vực, mỗi ngày thực hiện 3 ca kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch. Mặc dù bị liệt một cánh tay, nhưng với vai trò là tổ trưởng, sau khi nhận được chỉ đạo từ cấp trên, anh Lộc phổ biến ngay cho các thành viên rồi đi đến từng khu phố kiểm tra công tác phòng chống dịch. Sau mỗi ngày, anh lại tổng hợp báo cáo, gửi ban chỉ đạo qua hệ thống Zalo. Tận tâm và nhiệt huyết của anh đã truyền lửa cho các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đang bán, đang thu nhập như vậy, nhưng mà ngồi tại chỗ bây giờ bán mang về. Nhưng mà do cái cách thuyết phục và vận động thì trong cái thuyết phục vận động là mình nói nhỏ nhẹ và hướng dẫn cho bà con là trong cái công tác như vậy thì các cái tỉnh mà nó bị dịch bệnh á thì về cái vấn đề đó thì bà con có nhìn thấy rồi. Thì cái thứ nhất là cách ly, cái thứ hai nữa là bà con không được mua bán như vậy thì thôi mình chịu thiệt một tí, mình thu nhập lại ít lại một tí, nhưng mà điều cái trong cái công tác đó thì bà con mình sau này nó khỏe hơn vì cộng đồng chung. Đồng chí rất nhiệt tình về trong công tác trong cái mùa dịch của Covid. Đồng chí thường xuyên lên thị trấn nhận những ý kiến chỉ đạo của cấp trên về phổ biến cặn kẽ ngắn gọn và cho các anh em trong tổ. Rồi bản thân tôi và cùng các anh em trong tổ cảm thấy đồng chí Lộc tuy rằng sức khỏe không được như mấy anh em, từ đó trong tổ anh em chúng tôi động viên nhau tạm gác lại những công chuyện gia đình, sắp xếp để cùng đồng chí Lộc tham gia vào tổ COVID cộng đồng. Là tổ trưởng, anh Lộc luôn nhiệt tình triển khai công việc với trách nhiệm cao, hiệu quả. Đến nay, tổ giám sát cộng đồng khu phố 4 thị trấn Phước Dân đã giám sát chặt chẽ 12 trường hợp cách ly y tế tại nhà khi trở về địa phương từ các tỉnh có dịch COVID-19 đang lưu hành. Tổ chức cho 214 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ký cam kết tuân thủ quy định phòng chống dịch, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân chủ động phòng chống COVID-19. Có anh Lộc rất là năng nổ và rất là tích cực trong công tác phòng chống dịch và có những cái giải pháp rất là hữu hiệu. Ngoài cái chuyện vận động các cái đối tượng và tạm dừng rồi các cái hàng quán cóc vỉa hè rất hiệu quả. Đó là anh vận động được một số cái hộ mà buôn bán kinh doanh là giảm giá, rồi giảm cái tiền ship chẳng hạn, và một số cái hoạt động khác mà mang lại cái lợi ích cho cái người buôn bán cũng như là góp phần cái giải pháp phòng chống dịch rất là tốt. Bằng cái tăng tần suất, kể cả công tác kiểm tra và nói chung là theo cái quan điểm là 4 tại chỗ. Đó, điều này phải khẳng định rằng là ngoài các cái tổ ra, ngoài các cá nhân khác ra, anh Lộc khu 4 là một trong những cái nhân tố mà nổi trội nhất và góp phần cho cái thị trấn Phước Dân cũng như là cái huyện Ninh Phước tại trung tâm này về công tác phòng chống dịch rất là rõ. Anh Hồ Công Lộc xác định bản thân nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 không chỉ bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Mỗi cá nhân thể hiện ý thức, trách nhiệm cùng cả cộng đồng chung tay hành động,
sẽ là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch COVID-19 không xâm nhập cộng đồng.